Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2020, trong khi người dân khắp nơi đang nô nức dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đường làng ngõ xóm để đón năm mới 2021, thì ở đây trên địa bàn của 21 xã và một thị trấn của huyện Mỹ Đức vẫn còn rất nhiều nơi ngập tràn trong những cái núi rác khổng lồ như thế này. Đã rất nhiều ngày nay những cái núi rác như thế này không được thu gom khiến cho cái tình trạng ô nhiễm ở đây đang rất là nghiêm trọng. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thì trên địa bàn huyện còn tồn đọng tới gần 10.000 tấn rác thải sinh hoạt tại các khu thu gom rác tập trung. Một số bãi rác quá tải còn tràn cả ra đường, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo gói thầu được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Cao Minh Quân với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đơn vị này có trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải trên địa bàn huyện Mỹ Đức giai đoạn từ 2017 đến 2020. Thế nhưng sau khi không trúng gói thầu thu gom xử lý rác giai đoạn từ 2021 đến 2023, đơn vị này cũng bỏ luôn việc thu gom nốt số rác thải còn tồn đọng. Họ về họ múc, họ chở đi lên Ba Vì đấy, nhưng mà chắc là dạo này không biết là thế nào họ múc ít. Có tràn đây này, đây tràn thế này, xong ngày mai ngày kia máy lại đặt vào đây. Lãnh đạo huyện Mỹ Đức liên tục có văn bản chỉ đạo, nhưng công ty Minh Quân vẫn không tiến hành thu gom rác. Thiếu năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm. Thế nên tình trạng để rác thải tồn đọng không chỉ xảy ra trên địa bàn huyện Mỹ Đức mà cả ở nhiều địa phương khác mà công ty Minh Quân nhận thu gom. Không thể để rác thải ùn tắc lâu hơn nữa, huyện Mỹ Đức đã quyết định lựa chọn nhà thầu khác. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Minh Quân là tăng cường xe để vận chuyển cái lượng rác đi để lấy khối lượng nghiệm thu. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa có khối lượng của Minh Quân đưa về, thì cũng đến thời điểm này cũng đã có quyết định trúng thầu và lựa chọn được nhà thầu là đơn vị Unenco. Thì Unenco thì cũng phấn đấu là làm cho sạch sẽ các cái rác tồn. Dự kiến bắt đầu từ 0 giờ đêm nay, công ty Unenco sẽ tiến hành thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải còn tồn đọng trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Khối lượng vận chuyển trung bình khoảng 90 tấn một ngày và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.